Xin chào mọi người đã trở lại với Khang Luxury và tiếp tục series đập hộp những chiếc điện thoại iPhone 13 đến từ hãng GoldenEye, và hãy cùng em trải nghiệm xem bên trong có những gì nhé. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có những cái chứng nhận không thể thiếu trong những sản phẩm của GoldenEye. Thì ở đây em sẽ nói sơ về những cái chứng nhận này. Thì ở đầu tiên đây em sẽ có một cái chứng nhận là về logo quả táo được khảm bằng xà cừ Địa Trung Hải. Và một cái chứng nhận thứ hai đó là chứng nhận về được làm thủ công từ hãng GoldenEye. Và một cái chứng nhận thứ ba là từ chứng nhận về vàng được lắc kê trên chiếc điện thoại iPhone 13. Và ở đây em có một cái chứng nhận cuối cùng, đó là chứng nhận về kim cương được đính ở trên cái vòng camera. Đấy. Và ở đây em sẽ có chiếc điện thoại iPhone 13 Pro phiên bản Calisti được khảm xà cừ Địa Trung Hải ở phía sau lưng logo quả táo như thế này. Và được option thêm đó là đính kim trên vòng của bộ ba camera. Thì đây là một chiếc điện thoại có số thứ tự phải nói là vô cùng đẹp, đó là 388/500 chiếc. Và em sẽ bóc siêu cái chiếc điện thoại này và mở máy lên cho mọi người xem. Điểm nổi bật của chiếc iPhone này là nằm ở bộ vỏ được lắc kê một lớp vàng 18 karat gold cực kỳ dày và nặng tay như thế này. Và ở đây phần logo ở giữa thì được khảm bằng một lớp xà cừ Địa Trung Hải cực kỳ là nổi bật luôn. Và một cái option này em thấy hầu như trên những chiếc iPhone từ hãng GoldenEye thì mọi người đều lựa chọn option đó là đính kim trên bộ ba camera như thế này. Thì những viên kim cương ở trên bộ ba camera được làm bằng kim cương thiên nhiên, hay rất là lấp lánh luôn. Đấy, thì ở bên dưới bộ phụ kiện thì gồm có những gì? Thì sẽ có một cái cốc sạc 20W như thế này. Đây, và ở đây là có một tai nghe và một cọng dây sạc. Và một cái điểm đặc biệt ở trong cái bộ phụ kiện này đó là được nhà sản xuất GoldenEye tặng kèm theo đó là một bao da được làm thủ công bằng tay. Và ở phía bên dưới đây thì nhà sản xuất còn cho chúng ta một cái khăn lau rất là mềm. Thì cái khăn này được để là chuyên dụng, chúng ta có thể lau vàng. Và một cái điểm đặc biệt ở trong bộ phụ kiện này đó là nằm ở chiếc thẻ thông tin của chiếc máy. Thì ở bên đây là chiếc thẻ này được vẫn được lắc kê vàng 18K Rolls-Royce. Thì bên trên sẽ có những cái thông tin như là số thứ tự của máy và phần dưới sẽ là email. Thì nếu mọi người muốn đặt hàng những cái chiếc điện thoại đến từ hãng GoldenEye thì hãy vui lòng đến gọi điện thoại tới số hotline bên Khang, đó là 0942222092 hoặc là 0944003355. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần tới.